Đây anh giới thiệu với anh em, đây là cây chay nhá. Anh em bảo là ở đâu mà cái cây mà nó như nó bé bé nhá, nó bé bé thôi. Đấy, nhưng mà thân thoát thân thẳng tắp nhá. Thân đen xì nhá. Anh em bảo là đầy nhá. Đen. Đấy, thân trắng phớ là lá rẻ nhá, bảo là đầy nhá. Anh em cứ inbox nhá, cây này là cây có tiền đấy nhá anh em nhá. Đây là quả. Đây là xài đặc. Anh em có anh em cứ inbox nhá, cây này là cây có tiền nhá. Đây là ông chủ. Thích chơi lại mà cho giả lại tiền. Đây là ông chủ Nguyễn Trọng Tế nhá. Đấy các bác rực rỡ. Còn bác kia là bác chính, bác chính bonsai nhá. Mà nếu mà cảm thấy muốn không sở hữu là cộng thêm 200 nữa đấy. Đấy đấy, có người cộng thêm nữa đấy, ganh lắm. Bác chưa chính, cần ra bác chính khỏi ngõ, ông khỏi mới trở về. Cái này là mai ấy à, mai tứ quý. Ui, cây này quá đẹp. Đẹp thế nhỉ, hai ông này ở dưới bóng cây này đẹp thế. Anh em nào mà có ấy, vẫn giao lưu nhá. Mai đấy, các bác thấy rực rỡ không? Mai này nó phải ở nhà cổ. Đấy, nhà mái ngói. Đẹp. Kỉnh. Anh dưới gốc cây mài chất đấy. Anh em nào thích thì bác chủ bác cũng giao lưu nhá. Đây là vanh đây này, phải tờ 60-65. Cây này có giao lưu không hả bác chủ ơi? Bác chủ tế ơi. Cây này có giao lưu không? Cây mai có giao lưu. Hả? Cây này không giống đi, để cho đẹp không giống đi. Ôi giời. Cây này cây ra không hỏi cái khác mà không hỏi cái đấy. Kia mai cái kia mai bé á. Không không bé á bé. Ra. Mai này. Bác bảo không giao lưu, bác bảo giao lưu cây này. Đây đây, cây này có 4 lít. Ôi. Chết thật. Bán không, nhưng mà anh em, nhưng mà ông Tế anh em. Anh em vẫn cứ thích cây này đấy ông Tế ạ. Đây là trong cái mẫu đơn này giao lưu này, 15 triệu này. Bác thân cây này bao tiền bác cứ nói cho anh em biết luôn đi. Cây này 15 triệu. Mẫu đơn à? Mẫu đơn vàng, SGC, vàng vàng ta nhá, không phải vàng. Chào bác nhá. Đấy, 15 triệu. Cái này là 15 triệu. Cái đấy, cái đơn này à? Đơn này vanh ngoài 20 chưa? Đơn vanh bé mà vanh bé nhưng mà nó đơn vàng nhá các bác nhá. Đấy, nhưng mà cây nó thoát thân. Đây. Cây tấm này. Cây nó thoát thân. Dưới lên đây. Mà tán tròn re luôn. Tán tròn. Ba thân như một hai thân bé, một thân to. Đơn thoát thân. Đấy. Đây, bonsai nghệ thuật vừa túi tiền anh em đây nhá các bác nhá. Đấy, bonsai nghệ thuật. Vừa túi tiền anh em luôn. Rất vừa miếng. Cái này anh bảo là nếu để nhà nó để trong cái bàn đá nó ở dưới. Anh với cọ công. Thì có sồi mát rồi uống. Nó có 15 triệu. Anh Nguyễn Trọng Tế anh ấy chơi. Anh ấy chơi cây đa dạng. To nhỏ lớn bé có tất rất đa dạng. Đây tác phẩm si cổ anh ấy mới về đây. Đấy. Đã giao dịch đã mất rồi đấy. Làm thấp xuống thì lâu nhưng con này nếu mà làm thấp xuống quá đẳng cấp luôn. Làm thấp có tuổi chứ nào kinh khủng. Ông nhìn già có tuổi không phải đơn giản đâu. Có tuổi nhưng mà dưới gọi là cụ đấy. Dạ vâng. Đấy. Huyền thác đổ. Huyền thác đổ đây nha anh em nhé. Đấy. Bác chờ Nguyễn Trọng Tế bác bảo đây là cây huyền thác đổ. Con này gọi ăn trên ngồi chốc. Ăn trên ngồi chốc. Không bao giờ ngồi xuống dưới đất. À. Ngồi vào mát thì cao này ông bảo đổ thế này thì ngồi đâu? Đúng thật. Đúng thật. Chỉ ngồi trên đơn, ngồi trên cao đấy. Làm sao ngồi bên tầng lớp lãnh đạo thì ngồi trên cao chứ ai ngồi thấp. Ô thật thì giờ đổ ngồi xuống đất được đấy. Ngồi xuống đất chúng nằm ngang rồi. Ăn trên ngồi chốc. Cây có tiền. Cây đấy cây có tiền, cháu nhìn, cháu thích thì lúc mang về. À, đây á. Đây. Cái cây này đấy, thì đấy nhá, các bác bảo ở đâu nhá? Đầy nhá. Ở đâu mà đầy cây này nhá các bác nhá. Các bác cưới em, cây này là cây có tiền nhá. Đấy. Đây gốc đây, mở ra gốc đây. Đấy. Đấy. Bẹ đi này cơ mà. Đây em quay vòng quay cho các bác xem nhá. Đây nó phải ụ ị như này nhá. Các bác cứ bảo ở đâu nhá, cây dưới này đầy nhá. Như thế này nhá. Các bác cưới em nhá. Đấy. Này. Đấy, cây này là cây có tiền nhá. Cây chứ không phải ngọn. Không, nó lục lạc thật. Lục lạc mà, có cây mà. Đấy, anh em cứ xem và cảm nhận nhá. Con này
con này cũng còn có tiền nhưng có tiền ít. Còn rất nhiều thằng hỏi nhé. Đấy các bác cứ bảo ở đâu đầy nhá. Này các bác nhìn tán này, tay răm này. Đó. Về chỉ việc chơi thôi, tay bông đầy đủ hết rồi. Đẹp. Đẹp, anh thấy nhỉ. Con này thì quá đẹp rồi. Dương không mua được cái này mới mua cái cây Quảng Duy đấy. Đấy, cũng đợt đấy. Các bác cứ bỏ ở đâu đầy nhá. Các bác ới bọn em nhá. Nếu chủ khó luôn cứ đẹp này. Con Quảng Duy. Này nhắn tin cho ai? Đấy, Lâm Sùng Võ Tòng đây. Búp đỏ đây anh em nhá. Đấy các bác cứ bảo đâu có nhiều búp đỏ nhá. Các bác cứ ới em nhá. Búp đỏ là cây có tiền nhá, si búp đỏ nhá. Chất của Dương đấy. Mình quý chất đấy. Đúng chơi cây là phải lên sống chậm thôi. Cái bình tĩnh mà chơi thôi, có bộ gì. Cái tôi còn nhìn toàn cái cục cái kịch về tôi ươm kìa. Rất nhiều tác phẩm. Bác Nguyễn Trọng Tế bác rất nhiều tác phẩm nha anh em nhá. Con này vì sao mới đẹp này. Con này nó tay chân to nên ông cứ ngồi đây ông nhìn này. Chân to nên con này thì mới là giá trị này. Đấy. Cứ phải chân bẹ là cứ phải chân là chân máy khâu. Chân ở chân máy khâu. Mấy trăm nghìn cái. Ít tiền đâu. Kê không mất chục nghìn. Hàn bằng sắt thì đáng bao tiền nhỉ. 350 một chiếc đấy. Mua sắt gì 350 một chiếc. Đấy, trực văn nhân, con này không có thấy có quả. Trực văn nhân à? Đấy, bác rất yêu cây cái dúi này bây giờ giá trị thật là bao tiền ạ? 32 triệu. Vậy là cây này cũng đã có giá rồi, báo qua đây thì nhân tiện báo luôn cho anh em nhá. 32 triệu nhá. Bác chủ bác cho giá luôn là 32 triệu nhá. Các bác bảo cái cây này ở đâu mà đầy nhá, các bác cứ ới bọn em nhá. Đấy, cây này là cây có tiền nhá. À các bác nhìn đây này. Đấy đâu. Đây, mua cái này rẻ này. Cây có cả cây rẻ nhá. 6 triệu thôi. Đấy, có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em nhá. Đấy, có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em nhá. Đây. Cây này bác Tế bác báo hộ em cái cây này là đây cây dưới này là như thế nào? 6 triệu. Đấy, giá bác ấy bảo là 6 triệu nhá. Giá công khai luôn đấy. Chứ không úp mở gì đâu. Đấy, về cắt lại. Bọn em thì ở Duy Tiên Hà Nam nhá. Duy Tiên Hà Nam nhá, Yên Nam Duy Tiên Hà Nam nhá. À, con này có quả luôn này. Con này mới ấy về này. Lập lít này. Không có chậu đấy. Nhá. Đấy. Đấy bác Tế bác đang làm đấy. Không đang làm được thì làm. Không cái này thì nó con vào này nhanh thôi. Không cái này vào form rồi ông ơi. Nhanh thôi. Nhanh thôi. Con này đây ngọn đây rồi. Tại sang đây. Đấy bác ấy cũng đó, báo luôn. Đấy anh em nào mà ok đấy, thì 5 lít mới khai thác nhưng mà cây này nói chung là vào form rồi, ông đưa vào form rồi. 500k. Ưu tiên cho anh em nào chứ có. Rất rẻ. Rất rẻ. Đây có thích to đây, rất rẻ đây con này. To đây, rất rẻ. Rồi. 800 thôi. Rồi. Con này về làm hoành tráng luôn. Sống khỏe. Nên mầm thoải mái. Bây giờ chỉ có vẽ tay ra thôi. Chơi răm răm. Bao nhiêu đây? Cây cũng 800k. Đấy, cây dưới. Rất rẻ. Con đấy thì đắt rồi, mua cây đấy mua chứ. Đấy, rất nhiều dữ liệu nhá. Đây. Bao nhiêu ở bác Nguyễn Trọng Tế? 800k này. Đấy, sống rồi. Tha hồ về bạn rừng giết thì tha hồ bạn tay răm thôi. Rất nhiều dữ liệu. Đây dưới này còn đầy còn chú đá. Cây mài vẫn phê. Đây sao nào. Cây mài đẹp quá. Mài Bình Định. Đây ngoài này còn to. Đây là phụ thân của bác chủ nhà nhá, phụ thân đấy. Quá đâu. Không cây này đẹp thật bác. Rực rỡ luôn. Đẹp quá không ạ? Đấy chơi phải chơi những cây như này nó mới đáng giá. À, chơi toàn cây này mà sân rộng nhá, cho lên chậu nhá, để cây này thôi chấm hết rồi. Đấy. Lá ở hoa nó rơi xuống như xác pháo. Về cây bác Nguyễn Trọng Tế ơi. Bác Nguyễn Trọng Tế anh em có hỏi thì cái cây cây xanh này thì giá bác giao lưu như nào đây? Bác cứ nói luôn. 15 triệu nha anh em nhá. Đây này.
Đấy. Bàn trà đấy. Xanh Lam Điền bàn trà nhá. Người hạ người một bàn trà ngồi dưới thoải mái. Đấy mà ông mà đây này bàn trà ông cụ ngồi dưới bàn trà như thế này thì chấm hết luôn đây này. Ngồi thoải mái luôn. Đấy. Nhưng mà nó tốt lên thoải mái ngồi dưới dầm luôn. Quá wow, ok. Con này mà đường vứt ra thì nói dễ bán cực. Đẹp. Không, cây này thực ra nói thật với bác Nguyễn Trọng Tế là cũng giá là cũng rất là phù hợp với lại cây đấy, tay cành đấy các bác nhìn này. Giá phù hợp mà. Giá rất là phù hợp. Nó làm cây để che cái chỗ mà nguyên cấp thì quá tuyệt vời. Đi đâu kiếm cây to này. Mà cốt chậu để được chơi. Cái này thuê ông Nam Điền về làm bông nào ra bông đấy nữa nhỉ. Xếp này. Cái này vẫn cần phải làm bông nhưng mà giá. Nhưng mà nói chung là giá này là quá ok. Giá là để anh em gọi là về là ok lắm rồi. Nếu mà ông nào cảm thấy mà ăn được thì cắt lên đây, lục cái này nuôi. Cắt tới đâu? Cắt lên đây nuôi. Đâu bác Nguyễn Trọng Tế bác cho ý tưởng. Rồi cắt nguyên con này ông này cụ này đi, nuôi cái bệ lên đây thôi. À. Làm thành con. Nhấc hẳn cái đầu trên đi. Đúng. Cắt tới đây. Tức là bác bảo cắt tới đây. Đây là nói là ý thế thôi nhưng mà thực ra là phải để làm nguyên là chuẩn nhất. Không nhưng mà lối chơi thì anh em nó có nhiều trường phái lắm. Đúng rồi. Đây là những nó phụ thuộc vào lối chơi. Nuôi. Còn thực ra là nếu để này để mà ngồi bán nước thì nó là quá tuyệt vời rồi, chỉ là bông thì xong. Bác Nguyễn Trọng Tế đây, cây cối đây của bác ấy là ở Yên Nam nhá, ở xã Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam nhá. Đấy. Ngoài cây lạ, ngoài bác ấy chơi cây cảnh ra thì bác còn có một dàn lan nhá các bác nhá. Mít Tam Nguyên là bác ấy khởi xướng đấy. Đây anh chứ cơ, con này quý cơ. Đá nó bỏ ra neo nhéo rồi, thử vào nào. Ngồi trên đá không? Ngồi nguyên trên đá. Nguyên trên cục đá đây. Ai chả? Đấy. Bác ấy rất là quý cây thì các bác cứ nhìn. Nguyên trên đá. Người đây là người yêu cây và đây, quý cây đấy. Đá xị dần. Không phải đơn giản đó. Thế mà ông nọ nó héo, bỏ ra nó héo quá này. Thế cơ mà. Cuộc chơi vẫn còn dài. Thế mà chùm dưới bóng vào đi chứ. Đẹp thật, vẫn tâm đắc cây mai của ông đấy ông ạ. Sao lại to thế này? Cây này được bao nhiêu năm rồi bác? Lâu lắm rồi. Lâu lắm nhưng mà nhưng bác vẫn nhớ mốc thời gian chứ. Hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm mới được một cái cây như này đấy các bác. Đây này các bác nhìn vành gốc này. Nó phải là nằm ngoài 50. Ba thân nhá. Đấy, tam đa đấy, ba thân như các bác nhé, chứ không phải một thân đâu. Ba thân. Đâu cây long đó. Đấy, bác chủ nhà bác giới thiệu với anh em một cây long. Đấy. Rất yêu cây. Ai chùa? Đây nha anh em nhá. Đấy, giới thiệu với anh em nhá. Đấy, lục lạc quá bác nhỉ. Uốn éo đấy. Uốn éo lục lạc. À, các bác nhìn đây, lục lạc không? Này không chơi cái gì. Giá trị quá bác nhỉ, cái đường kia mềm thế. Đấy, làm cái đường như vậy không phải đơn giản đâu. Mình nghĩ nó là một sớm một chiều nhưng không phải đâu, cũng cần thời gian đấy. Bác có thể cho anh em biết là giá, bật mí cho anh em biết giá được không bác? Mí trước là giá mong muốn đi. Không bây giờ giá mong muốn theo thị trường đi bác. Thị trường á. Thị trường bây giờ khoảng là 35 triệu. 35 triệu cho các bác nhá. Vành đấy khoảng tầm 65 đấy. Thân khoảng tầm 65 70 nhưng bệ đây này các bác nhìn cái bệ nó này. Đây là cái mà để nói đến cái cây này này, các bác nhìn thế này. Đấy. Có cả người như tử đấy. Đấy có cả tử đây. Đây. Đây các bác phải nhìn đây này, đang ủ nhá. Đây này, đang ủ phân lợn để cho nó căng lên đấy. Đấy. Đẹp quá bác. Bác gia chủ bác rất yêu cây. Đấy. Kể cả sách tay. Cây này cũng long lên. Hàng sách tay bấm đá. Đây cũng cây long bám đá, tức là đa dạng. Đa dạng. Bác chơi rất đa dạng. Đây là mít đây. Đấy. Mít bác chơi là về sau này, tương lai này. Đấy. Nuôi từ những cây nhỏ nhất này. Đấy anh em nhìn không? Đó.
đấy, xoắn xoắn quằn quằn các kiểu. Nhiều lắm, nhiều nhiều giống lắm. Rất quý cây. Thơm quá. Đúng thật. Đây là cây hồng không hạt nha các bác nhá. Hồng không hạt đấy. Đẹp lắm. Lá xanh mướt. Xanh bóng. Nhìn nó đẹp thế, lên lên ảnh nhìn đẹp thật. Tôi xin phép anh em nhé, mình xin xuống video. Chúc anh em nuôi dưỡng đam mê nó rực rỡ. Đấy, lếp nhà cổ đấy, ngày xưa quê hương vịnh Bắc Bộ đấy.